Hello, bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là chiều ngày thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022. Vẫn còn trong ngày Valentine thì Loan Lộc xin kính chúc tất cả quý vị ngày Valentine thật là ấm áp cùng với những người yêu thương của mình. Vì sao bạn nên tặng và ăn một miếng chocolate vào dịp lễ Valentine? Một YouTuber đã giả bộ tàng trữ chất cấm, gọi điện cho cảnh sát và nhận được kết cục đáng đời. Thêm một cú sốc cho cả thế giới, giá dầu đạt mức 100 đô một thùng. Nghi ngờ cựu tổng thống Donald Trump đã dùng điện thoại của mật vụ gọi cho vợ sau khi bị tố ngoại tình. Cảnh sát trưởng của quận Los Angeles nói rằng các ngân sách cảnh sát sẽ dẫn đến tội phạm tăng vọt. Chính quyền của New Zealand đã dùng âm nhạc đấu với người biểu tình. Cây cầu huyết mạch nối Mỹ và Canada đã lưu thông lại hoàn toàn. Một người đàn ông ở Anh đã nhận tấm check bồi thường 3.150 tỷ đô la do mất điện. Hải quân Nga tuyên bố bắn chìm bất cứ tàu chiến, tàu ngầm nào xâm phạm lãnh hải. Giới tài phiệt của Ukraine đã ồ ạt rời khỏi đất nước. Tin Việt Nam, nghi phạm đe dọa bắn hạ máy bay Vietnam Airlines đã được xác định. Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, vì sao bạn nên tặng và ăn một miếng chocolate vào dịp lễ Valentine? Dark chocolate có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm cholesterol xấu và tăng khả năng chống oxy hóa rất là tốt. Và chocolate thường là món quà hút khách nhất trong dịp lễ Valentine. Ngoài vị ngọt thì chocolate thường pha một chút vị đắng, khiến cho chúng ta đều liên tưởng đến cảm giác của tình yêu vừa ngọt và vừa đắng. Tuy nhiên thì theo Healthline, việc ăn một miếng chocolate mà dark chocolate thì sẽ tốt hơn là mình ăn một miếng milk chocolate, bởi vì cái hàm lượng cacao đen chứa ít nhất là 35%, trong khi chocolate mà milk chocolate thì chỉ chiếm được có 10% thôi. Và lợi ích của chocolate là sẽ làm cho chúng ta tăng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Ăn chocolate vô thì nó sẽ tạo cho chúng ta một chút hưng phấn, đó là những cái chất ở trong trọng đó quý vị, và công dụng của nó giống như là một loại thuốc chống trầm cảm tự nhiên. Vì vậy trong ngày lễ tình nhân á, thì người yêu thường tặng với nhau vài viên kẹo chocolate đen để mà cải thiện được tâm trạng, khiến cho cả hai vui vẻ và thoải mái hơn. Ngoài ra đó thì chất mà dark chocolate cũng giúp cho chúng ta chống oxy hóa rất là mạnh. Tặng chocolate có nghĩa là cũng tặng cho một cái vẻ đẹp hơn, bởi vì chống oxy hóa thì cơ thể của chúng ta sẽ giảm bớt oxy hóa và lâu già, thưa quý vị. Ngoài ra thì theo nghiên cứu, bột trong cacao thì có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách là giảm cholesterol xấu và nâng khả năng chống oxy hóa, cholesterol tốt. Dark chocolate rất giàu phenol, một chất có tác dụng bảo vệ tim mạch. Ngoài ra thì nó còn giúp cho khôi phục tính linh hoạt của các động mạch, đồng thời ngăn ngừa các tế bào bạch cầu bám vào thành mạch máu. Đây là một nguyên nhân phổ biến gây ra tắc nghẽn động mạch. Và chocolate thì có chất flavonol để mà bảo vệ da khỏi những tác hại của những ánh nắng mặt trời. Chỉ làm một chút xíu thôi quý vị, và cải thiện lưu lượng máu đến da, làm tăng cho mật độ đàn hồi của làn da và tạo cho da chúng ta lâu nhăn. Và ngoài ra lại thêm một tính năng tốt của dark chocolate là sẽ làm cho lượng máu mà tuần hoàn lên não rất là tốt, và nó làm cho não chúng ta hoạt động tốt hơn. Và dark chocolate còn có thể giúp cho những người cao tuổi bị suy giảm tâm thần, thì cái sự mà nguy cơ mắc bệnh não đó cũng rất tốt đối với những người bắt đầu lớn tuổi, thưa quý vị. Như vậy là không chỉ cái ngày Valentine chúng ta ăn một chút xíu dark chocolate, mà chúng ta nên ăn thường xuyên hơn, bởi vì nó quá nhiều lợi cho chúng ta ha quý vị ha. Vừa đắng vừa ngọt, coi như là giống như tình yêu, vừa đắng vừa ngọt trọng á, coi như là lúc nào cũng có ngọt bùi ha, đắng cay ngọt bùi trong, đúng không? Đúng rồi. Một YouTuber đã giả bộ tàng trữ chất cấm, gọi điện cho cảnh sát và nhận được kết cục đáng đời. Đây là một trò đùa gọi là vô duyên, vì đã khiến cho người YouTuber này có 2 triệu người theo dõi phải nhận hình phạt thích đáng. YouTuber Jason Seed đã đăng tải một video quay lại một trò đùa của mình. Trong video, anh và người bạn của anh đã gọi điện cho cảnh sát để báo về hoạt động kỳ lạ đáng nghi ngờ, giống như là có một cái sự buôn bán chất cấm đang diễn ra trên một chiếc xe Benz màu cam ngay tại trạm xăng ở phía nam của tiểu bang Florida. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện chiếc xe mà Sid báo là xe của anh ta. Một người bạn của Sid, vì muốn tiếp tục trò đùa của mình, đã nói với viên cảnh sát rằng trong xe của họ có đồ.
Ngay sau đó, xe của các nhân viên cảnh sát khác đã kéo đến và yêu cầu Sid cùng người bạn ra khỏi chiếc xe. Nhưng mà khi khám chiếc xe, họ phát hiện trong cốp không có bất kỳ cái chất cấm nào mà chứa đầy Coca-Cola. Sau khi cảnh sát kiểm tra xong, Sid và những người bạn của anh đều được thả ra về. Trong đoạn video trường thuật lại đã có hơn 800.000 lượt xem, nhưng đồng thời nó cũng đã khiến cho anh chàng Sid này trả một cái giá rất đắt. Cảnh sát cho biết Sid đã thực hiện cái trò đùa hy vọng cho những người mà xem cảm thấy là phản ứng nghiêm trọng của cảnh sát khi mà làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trái với ý đồ của Sid thì các nhân viên đã xử lý mọi chuyện vô cùng lịch sự và chuyên nghiệp. Trò đùa này từ cuộc gọi của Sid không làm ảnh hưởng đến công việc của các sĩ quan mà còn khiến cho họ không thể có mặt để ứng phó các vụ khác như là những vụ tai nạn giao thông, trường hợp khẩn cấp thực sự khác đó quý vị. Và cảnh sát trưởng Paris đã cho biết là 7 cái cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp đã bị trì hoãn do cái trò đùa là câu view này của một YouTuber. Đây thực sự là một trò đùa nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng con người. Dù vậy thì trò đùa của anh này cũng đã phải nhận án phạt thích đáng. Không lâu sau đó, anh bị bắt và điều tra về tội sử dụng hệ thống 911 sai mục đích, kèm với đó là số tiền phạt 2.500 đô la. 2.500 đô la cũng còn ít. Cái này mình thấy chơi, cái này gọi là lợi dụng cái sự mà cái làm việc của người ta, người cảnh sát đi đến nơi là cảnh sát làm việc, trong lúc đó lỡ có những cái chuyện khác quan trọng xảy ra, cảnh sát cũng phải bỏ. Tại vì cái việc này, cái việc mà để mình trêu đùa như vậy, chỉ là trêu đùa thôi mà đã phải tốn biết bao nhiêu là lực lượng cảnh sát. Đúng rồi, quá ẩu, quá gan, anh này quá gan mà không nghĩ ra cái trò mà câu view, mà câu view quá tai hại như vậy thưa quý vị. Cách đây không, Lộc nhớ là mấy năm trước đã có một trường hợp này rồi, Lộc đã coi một cái video thì là đang ngồi như vậy thì cảnh sát đi tới và cảnh sát hỏi ở trong xe có cái gì, thì người bên kia bên cạnh mới nói là có khúc, là tiếng lóng của những cái chất cấm đó quý vị. Thì người này nói cái gì, anh nói cái gì, dạ trong đó có chất cấm. Nói như vậy đó, cảnh sát kêu lên ra ngoài hết, quàng tay rồi sao rồi còng tay lại, và sau đó mở cốp xe ra toàn là Coca-Cola ở trong không. Thì tiếng lóng của Coca-Cola là khúc đó quý vị, mà cũng là tiếng lóng của cái của chất cấm luôn. Bởi vậy những cái trò đùa toàn tai hại này nó làm cho người ta phải mất nhiều thời gian mà chẳng được cái gì, chỉ có lợi cho những người quay video mà thôi. Thêm một cú sốc cho cả thế giới, giá dầu đạt mức 100 đô một thùng. Giá dầu đã tăng vọt lên 100 đô la một thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014, đã thành một cú sốc đối với nền kinh tế của thế giới. Mức tăng mạnh này đang ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng và tác động tiêu cực đến lạm phát vốn đã lên cao. Những yếu tố này là điều đáng lo ngại đối với Fed và các ngân hàng trung ương khác trên thế giới khi họ phải nỗ lực kiềm chế lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ mà không làm chệch hướng đà hồi phục. Trong khi các nhà xuất khẩu năng lượng có thể được hưởng lợi từ việc giá dầu tăng phi mã và ảnh hưởng của giá dầu đối với các nền kinh tế không như trước đây, phần lớn thế giới sẽ bị tác động khi các công ty và người tiêu dùng phải chịu gánh nặng mức giá gia tăng. Theo đó thì sức tiêu dùng sẽ sụt giảm khi giá thực phẩm, vận chuyển và chi phí sưởi ấm quá đắt đỏ. Theo mô hình của Bloomberg Economics thì giá dầu thô đã tăng lên 100 đô một thùng vào cuối tháng này, ở mức 70 đô vào cuối năm 2021. Lạm phát sẽ tăng nửa điểm phần trăm ở Mỹ và châu Âu trong nửa cuối năm nay. Thậm chí thì JP Morgan còn cảnh báo là giá dầu có thể leo lên mức 150 đô một thùng. Điều này gần như sẽ chặn đứng đà tăng trưởng toàn cầu và lạm phát tăng vọt lên khoảng 7%, gấp 3 lần so với các mục tiêu của hầu hết các nhà hoạch định chính sách tiền tệ. Peter Hooper là trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế toàn cầu của Deutsche Bank, từng là quan chức Fed lâu năm cho biết cú sốc giá dầu đã ăn sâu vào vấn đề của hiện tại và lạm phát tăng nóng, do đó rất có thể tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại đáng kể. Giá dầu hiện đang cao hơn khoảng 50% so với một năm trước. Một phần nguyên nhân là do đợt tăng của giá hàng hóa đẩy giá khí tự nhiên. Một số yêu cầu khác tác động đến xu hướng này là nhu cầu trên thế giới đã hồi phục sau đại dịch. Căng thẳng địa giá trị gia tăng và tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Có thời điểm, những kỳ vọng về thỏa thuận hạt nhân Iran được gia hạn đã hạ nhiệt thị trường. Cuộc khủng hoảng năng lượng cũng tác động mạnh đến chuỗi cung ứng vốn đang tăng nghẽn, do đó phí vận chuyển tăng cao và việc giao hàng các loại nguyên liệu thô, sản phẩm hoàn thiện đã bị trì hoãn. Goldman Sachs
đã dự báo là giá dầu chạm mức 100 đô vào quý 3. Ngân hàng này sẽ ước tính mức tăng 50% sẽ đẩy lạm phát lên trung bình 60 điểm cơ bản. Hầu hết các nền kinh tế mới nổi sẽ bị ảnh hưởng. Các nhà kinh tế của HSBC cho biết trong thông cáo công bố vào ngày 4 tháng 2, với lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và những yếu tố không chắc chắn xung quanh triển vọng lạm phát, giá năng lượng sẽ tăng cao hơn nữa khi kinh tế toàn cầu hồi phục. Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, cho đến nay ghi nhận mức lạm phát ổn định. Tuy nhiên, nền kinh tế nước này vẫn dễ bị ảnh hưởng vì các nhà sản xuất phải đối mặt với chi phí đầu vào cao và lo ngại về tình trạng thiếu năng lượng. Khi áp lực lạm phát ngày càng lớn hơn, các ngân hàng trung ương cũng ưu tiên kềm chế giá tăng cao hơn là hỗ trợ nhu cầu. CPI của Mỹ tăng cao nhất trong 4 thập kỷ đã gây ra những cú sốc cho cả hệ thống, với nhiều người dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất 7 lần trong năm nay. Rõ ràng rằng nền kinh tế thế giới không còn trạng thái dồi dào nguồn cung dầu như những thập kỷ trước, đặc biệt là những năm 1970, và năng lượng thay thế cũng là một nguyên nhân. Những tác nhân khác xuất hiện trong thời kỳ đại dịch là tiết kiệm hộ gia đình và mức lương cao hơn trong bối cảnh thị trường lao động thiếu hụt nhân sự. Tại Mỹ thì sự xuất hiện của ngành công nghiệp dầu đá phiến khiến cho nền kinh tế vững vàng hơn trước cú sốc nhiên liệu. Khi mà người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho xăng thì các nhà sản xuất trong nước lại kiếm được nhiều tiền hơn. Mark Zandi là nhà kinh tế trưởng của Moody's Analytics đã ước tính việc giá dầu tăng thêm 10 đô la sẽ làm giảm 0,1 điểm phần trăm đối với tăng trưởng kinh tế trong năm tới. Priyanka Kishore là chuyên gia đến từ Oxford Economics cho biết việc giá dầu tiếp tục tăng nhanh có thể làm tăng rủi ro đối với một số nguy cơ như là suy thoái ở một số quốc gia, đặc biệt là việc chính sách tài khoá đang bị thắt chặt đáng kể. Bà ước tính mỗi thùng dầu tăng khoảng 10 đô la sẽ khiến tăng trưởng toàn cầu giảm 0,2 điểm phần trăm. Nghi ngờ cựu tổng thống Donald Trump đã dùng điện thoại của mật vụ gọi cho vợ sau khi bị tố ngoại tình. Cựu tổng thống Donald Trump từng dùng điện thoại của nhân viên mật vụ để cố gắng liên lạc với vợ mình sau khi bị bà Stormy Daniels vào năm 2018 cáo buộc ông ngoại tình với mình. Ông Trump không muốn bất kỳ ai nghe cuộc gọi của mình, vì vậy ông thường sử dụng điện thoại của một phụ tá thân cận hoặc nhân viên mật vụ nếu cần thực hiện một cuộc gọi. Khi vụ này xảy ra, bà Daniels được truyền thông đưa tin, ông Trump lúc đó đang đi chơi golf. Theo một nguồn tin, cựu tổng thống đã dùng điện thoại của mình để gọi cho vợ, nhưng bà Trump đã không bắt máy. Sau đó, ông Trump dùng điện thoại của một mật vụ để cố gắng gọi cho bà. Bà đã nghe máy. Bà Daniels cáo buộc rằng bà và ông Trump đã quan hệ vào năm 2006, một năm sau khi ông kết hôn với bà Melania Trump và vào thời điểm con trai út của họ, Barron Trump, ra đời. Các thông tin về việc ông Trump dùng điện thoại của nhân viên mật vụ được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Điều tra Hạ viện liên quan đến vụ ngày 6 tháng 1 năm 2021 ở Quốc hội đang điều tra kỹ lưỡng các cuộc gọi của cựu tổng thống. Và Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia của Mỹ có thể sẽ phát hiện thêm nhật ký cuộc gọi trên điện thoại của cố vấn hoặc là các nhân viên cánh tay của Tòa Bạch Ốc để mà kết nối với những lỗ hổng hiện tại. Đây là những cái việc mà họ đưa ra, những bài báo họ đưa ra, họ nói là trong cái vụ mà điều tra ngày 6 tháng 1 đó quý vị, thì họ bắt đầu kiểm tra những cuộc gọi điện thoại, thì những người có liên quan, như là nếu mà cựu tổng thống Trump có dùng điện thoại của những người đi theo mình mà sử dụng để mà gọi đó, thì họ cũng điều tra vấn đề đó. Cảnh sát trưởng của quận Los Angeles nói rằng các ngân sách cảnh sát sẽ dẫn đến tội phạm tăng vọt. Theo cảnh sát trưởng của quận Los Angeles thì việc này sẽ khiến cho những cái vụ xảy ra ở Los Angeles tăng 94% và gây lo ngại nghiêm trọng về an toàn cho công chúng. Ông kêu gọi cư dân yêu cầu các quan chức được bầu chịu trách nhiệm và chấm dứt hệ tư tưởng thức tỉnh này. Cảnh sát trưởng Alex Villanueva nói với chương trình California Insider, ông cho biết hội đồng giám sát quận Los Angeles hiện là cơ quan chính phủ duy nhất trên toàn quốc nỗ lực gấp đôi trong việc cắt giảm ngân sách cảnh sát. Các thành phố tự trị khác, chẳng hạn như New York, Chicago, Seattle, San Francisco và Austin đều thay đổi quyết định sau khi thấy tội phạm đã tăng đột biến và bắt đầu khẩn nài với những người đã rời, quay trở về.
Vì cảnh sát trưởng này nói họ đã cắt giảm 145 triệu trong năm tài chính đầu tiên mà tôi tại vị, và tôi bắt đầu với mức thâm hụt 101 triệu đô la. Họ đã lấy đi 116 triệu đô la khác trong năm tài chính thứ hai. Sau đó họ tiếp tục cắt giảm 1.281 danh ngạch sĩ quan, những danh ngạch đã được lập ngân sách. Và tất yếu điều gì đã xảy ra? Tỷ lệ tội phạm tăng vọt, tăng 94% trong 2 năm qua, ông Villanueva cho hay. Con số đó là quá lớn trong thời hiện tại. Bất kỳ ai để tăng 10% số vụ này thì người đó sẽ bị gọi lên phòng chỉ huy và bị chỉnh huấn. Sẽ có một đám đông làm huyên náo tại tòa thị chính, một lời kêu gọi bãi nhiệm thị trưởng hoặc cảnh sát trưởng đó. Chúng ta có mức tăng 94% và tất cả những gì chúng tôi nghe thấy chỉ là sự im lặng. Cảnh sát trưởng cho biết, các tác động gây khó khăn nhất của việc cắt ngân sách cảnh sát là tình trạng thiếu hụt nhân sự. Cứ 4 vị trí điều tra viên thì ông chỉ có 3 người làm việc ở vị trí đó. Ông nói điều đó có nghĩa là những kẻ xấu được tự do ngoài đường lâu hơn, phạm tội nhiều hơn, khiến nhiều người trở thành nạn nhân hơn. Chúng tôi có bắt được những người này, tống họ vào tù. Giờ đây chúng tôi đang gặp rắc rối với việc thiếu nhân sự để giữ cho những người này ngồi tù. Sở cảnh sát của quận Los Angeles là sở cảnh sát lớn nhất Hoa Kỳ và nơi đây phải chịu trách nhiệm điều hành hệ thống nhà tù của quận. Người cảnh sát trưởng đã nói là bây giờ tôi đã mất đi những điều tra viên giàu kinh nghiệm nhất của mình vì họ đã có tuổi. Bi kịch chính là ở chỗ đó, và chúng ta đang nói về những điều tra viên sáng giá nhất và không thể thay thế họ được. Chúng tôi cần dẫn dắt một thế hệ trẻ, nhưng mà hội đồng quản trị đang ngăn cản khả năng của chúng tôi trong việc chiêu mộ để mà dìu dắt, đào tạo thế hệ trẻ để mà sau này tiếp tục phục vụ cho cộng đồng, và đó là ảnh hưởng khó khăn nhất trong cái việc cắt giảm ngân sách. Sở cảnh sát này là sở cảnh sát trưởng quận duy nhất trong số 37 sở quận vẫn bị hội đồng quản trị áp đặt lệnh ngưng tuyển dụng khi đại dịch bắt đầu. Ông Villanueva cho biết ông có 1.000 ứng viên đã vượt qua vòng kiểm tra lý lịch, nhưng chúng tôi đang đánh mất họ vì họ sẽ đến những nơi khác. Ngoài ra, hội đồng giám sát quận đã bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 2 để sa thải tất cả các nhân viên chưa chích ngừa của quận, bao gồm 4.000 cảnh sát trong sở cảnh sát của quận Los Angeles. Trong một tuyên bố, cảnh sát trưởng gọi đây là một sự thất bại về mặt đạo đức và chắc chắn rằng sẽ gây tổn hại đến an toàn của cộng đồng. Hội đồng giám sát quận đã nói rằng họ đã không cắt ngân sách của sở cảnh sát. Trên thực tế, tổng ngân sách của sở đã tăng từ mức của năm 2020 đến năm 2021 là 3,54 tỷ đô la đến mức năm 2021 và 2022 là 3,61 tỷ đô la. Hội đồng cho biết họ không bỏ phiếu để sa thải một nhân viên nào. Hội đồng đã bỏ phiếu chỉ đạo một loạt các hành động mà sẽ ủy quyền cho giám đốc nhân sự thay vì bất kỳ trưởng bộ phận cá nhân nào thực hiện hành động sa thải các nhân viên chưa chích ngừa và không được miễn trừ tôn giáo hoặc y tế. Họ chỉ ra rằng đã có hơn 2.000 trường hợp trong số miễn trừ y tế hoặc tôn giáo đã được cấp. Ông nói thêm, dự luật 47 là một đạo luật giúp giảm một số tội danh không bạo lực từ trọng tội thành nhẹ tội khi mà giá trị của tài sản bị trộm cắp không vượt quá con số là 950 đô và có một biện lý quận sẵn sàng thi hành pháp luật. Biện lý quận Los Angeles George Gascon đã bị các thành viên đảng Cộng Hòa và những người theo phái bảo tồn truyền thống chỉ trích rộng rãi vì các chính sách mềm mỏng đối với tội phạm của ông. Ông Villanueva cho biết cộng đồng muốn có thêm cảnh sát vì người dân cần họ. Riêng năm ngoái đã có 2,16 triệu cuộc gọi, một cái sự mà cảnh sát cần phải vào cuộc. Và những cộng đồng bị tổn thương nhiều nhất là cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi và những người Mỹ gốc Latin. Những cộng đồng muốn chúng tôi ở đó, lực lượng cảnh sát đã không có ở đó bởi vì họ đã bị cắt giảm. Chính quyền của New Zealand đã dùng âm nhạc đấu với người biểu tình. Vào cuối tuần qua, Quốc hội New Zealand đã khiến những người biểu tình phản đối biện pháp chống dịch phải lắc lư với những bài hát nổi tiếng từ My Heart Will Go On cho đến Baby Shark. Người đứng sau chiến dịch âm nhạc này là Chủ tịch Hạ viện New Zealand, ông Trevor Mallor. Theo báo Guardian, danh sách nhạc mà ông soạn bao gồm nhiều bài hát nổi tiếng của ca sĩ Barry Manilow hay những bài hát bắt tai như Mascarena. Ông cũng lên mạng xã hội Twitter đề nghị mọi người tham gia, đề nghị bài hát.
Vào ngày 13 tháng 2, danh sách nhạc đổi sang các bài như You Are Beautiful của James Blunt hay là một phiên bản vui nhộn của bài My Heart Will Go On đang thịnh hành ở trên mạng. Danh sách này thậm chí còn có bài Let It Go nổi tiếng từ phim hoạt hình Frozen hay là bản nhạc thiếu nhi Baby Shark. Đài RNG đã mô tả hầu hết người biểu tình đều biết những bài này và hát theo. Đáp lại, những người biểu tình bật hát bài hát We Are Not Gonna Take It là chúng tôi sẽ không chấp nhận, gần như đã trở thành nhạc hiệu của phong trào. Làn sóng biểu tình Freedom Convoy, đoàn xe tự do đang diễn ra ở New Zealand, bắt nguồn từ phong trào ở Canada về việc phản đối chính sách bắt buộc chích ngừa của chính quyền. Ở thủ đô Wellington của New Zealand, đám đông đã tụ tập trên đường phố và dựng lều trại ở khu vực quốc hội. Chính quyền đã thay đổi cách tiếp cận sau khi xảy ra một số vụ đụng độ, trong đó có vụ hai nữ cảnh sát đã túm tóc một phụ nữ biểu tình khỏa thân. Ông Mollard còn cho bật những cái vòi phun nước ở tòa nhà quốc hội suốt đêm. Nếu mọi người bị ướt từ đầu đến chân thì có lẽ họ sẽ cảm thấy khó chịu và muốn về nhà, ông nói. Tuy nhiên thì hiện nay vẫn còn nhiều người ở lại các khu vực biểu tình. Trong khi đó, cảnh sát ở Wellington cho biết việc đối thoại với người biểu tình rất khó khăn. New Zealand đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, đóng cửa biên giới để mà phòng dịch ngay từ đầu. Tuy nhiên thì mới đây, Thủ tướng Jacinda Ardern đã tuyên bố bỏ yêu cầu cách ly với du khách khi mà nước này bắt đầu mở cửa lại và cam kết không phong tỏa lần nữa. Về hiện tại thì có 77% của 5 triệu dân nước này đã chích ngừa đầy đủ. Cây cầu huyết mạch nối Mỹ và Canada đã lưu thông lại hoàn toàn. Sau hơn một tuần bị tắc nghẽn vì cuộc biểu tình phản đối quy định chích ngừa, cây cầu Ambassador, cây cầu huyết mạch nối Canada và Mỹ đã hoạt động trở lại. Tuyến giao thông đường bộ bận rộn nhất nối địa phận Detroit và Ontario đã bị tê liệt trước đó. Cuộc biểu tình bắt nguồn từ việc các tài xế phản đối quy định mới của Canada về việc họ phải chích ngừa đầy đủ khi đi qua biên giới Canada và Mỹ hoặc là phải chịu cách ly 2 tuần. Việc mở cửa trở lại cây cầu cho phép nối lại dòng chảy thương mại tự do giữa nền kinh tế Canada và Mỹ. Công ty cầu quốc tế Detroit thông báo vào ngày 13 tháng 2, căng thẳng cuộc biểu tình tại cầu Ambassador đã giảm bớt phần nào. Vào ngày 12 tháng 2, khi những người biểu tình đồng ý lái những chiếc xe tải rời đi, một số người vẫn còn ở lại thì đã bị cảnh sát Canada bắt vào ngày 13 tháng 2. Cùng ngày, thủ hiến tỉnh của bang Ontario, Doug Ford đã viết trên Twitter, cản trở sự lưu thông hàng hóa, con người và dịch vụ tại các cơ sở hạ tầng quan trọng là bất hợp pháp và sẽ bị trừng phạt. Các khoản phạt với người vi phạm lên đến 100.000 đô la và tối đa là 1 năm tù. Canada là một trong những nước có tỷ lệ chích ngừa cao nhất trên thế giới, với 4 trên 5 người đã chích ngừa đầy đủ. Và theo dữ liệu của chính phủ Canada, gần 90% tài xế xe tải của Canada đã chích ngừa và đã đủ điều kiện để mà lái xe xuyên biên giới. Ngoài những cuộc biểu tình ở trên cầu Ambassador thì những người biểu tình còn sử dụng các phương tiện như là những xe nông nghiệp để mà ngăn cản các đầu mối giao thông giữa các Canada và biên giới Canada và Mỹ, đúng không quý vị? Một người đàn ông ở Anh đã nhận tấm check bồi thường 3.150 tỷ đô la do mất điện. Một công ty năng lượng đã cảm ơn những khách hàng của mình đã trung thực báo lại khi nhận được khoản bồi thường hàng ngàn tỷ đô la gửi đi do nhầm lẫn. Khoản tiền bồi thường được trả cho hàng chục ngàn người bị mất điện khi mà những trận gió dữ dội quét qua Vương quốc Anh vào tháng 11 của năm 2021 trong cơn bão Irwin. Hãng Northern Power Grid vào ngày 13 tháng 2 cho biết họ không có ý định gửi tấm check trị giá hàng ngàn tỷ đô la cho 74 khách hàng ở miền Bắc của nước Anh, trong đó một số khách hàng nhận được một tấm check hơn 3.150 tỷ. Công ty năng lượng khẳng định nhầm lẫn này xuất phát từ lỗi văn phòng, trong đó số đồng hồ điện của khách hàng đã được sử dụng thay vì số tiền bồi thường. Có nghĩa là cái đồng hồ điện thể hiện cái con số là 3.000 mấy đó quý vị, thì con số đó đã nhảy vào cái chỗ mà cái số tiền, thành ra tới 3.150 tỷ đô la sẽ gửi bồi thường cho người này. Và nhầm lẫn này đã được sáng tỏ khi một khách hàng liên hệ với Northern Power Grid trên Twitter để mà chia sẻ tấm hình về tấm check mà người này nhận được. Người này nói là cảm ơn Northern Power Grid đã trả tiền bồi thường cho vài ngày chúng tôi mất điện sau cơn bão Irwin. Tuy nhiên, trước khi tôi tới ngân hàng để mà đổi tấm check, công ty có chắc chắn 100% có thể chi trả khoản tiền này hay không? Một bức ảnh đi kèm cho thấy là khách hàng đã nhận được tấm check dưới con số là 2 tỷ 324 triệu 252.087
80 bảng Anh là hơn 3.150 tỷ đô la. Và dòng tweet này đã thu hút hơn 27.000 lượt thích trong 24 tiếng đồng hồ. Và rất là nhiều người đã nói đùa là đến ngân hàng đi, sau đó hãy chia đều số tiền này cho chúng tôi, những người mà cùng lên trên cái Twitter này. Và tôi nghĩ bây giờ là với cái số tiền này là bạn là người sở hữu luôn nguyên một cái Northern Power Grid, chứ không phải là chỉ là số tiền mọi thứ cho bạn. Không có đem tới cái ngân hàng bị phạt chứ bộ. Tại cái số tiền trong đó bị lũng. Sao cái số tiền giữ vậy, 3.000 mấy tỷ trong cái tài khoản của người ta. Và người phát ngôn của Northern Power Grid cho biết ngay sau khi xác định được sự nhầm lẫn do dẫn số công tơ điện thay vì số tiền bồi thường, chúng tôi đã phải hành động để ngăn chặn rút tiền từ tất cả 74 tấm check. Chúng tôi đang điều tra xem lỗi này xảy ra như thế nào và kiểm tra các khoản thanh toán trước đó. Tất cả dấu hiệu cho thấy đây là một cái sự trục trặc đơn lẻ mà thôi. Chúng tôi cảm ơn những người khách hàng đã trung thực và liên hệ với phía chúng tôi. Và phía công ty đã liên hệ trực tiếp vào cuối tuần với tất cả 74 khách hàng đã bị ảnh hưởng để thông báo xin lỗi và cam đoan rằng họ sẽ nhận được khoản bồi thường chính xác vào hôm thứ Hai, người phát ngôn đã cho biết. Chứ mà kêu mà rút tiền kiểu này chắc là nghèo luôn á. Thì đó, rút tiền cái là coi như là mua nguyên cái hãng luôn. Còn hơn trúng số. Trúng số người ta nói 1 triệu, 100 triệu. Cái này là mấy tỷ. Khủng khiếp. Này là mấy tỷ, nghe khủng khiếp nha. Hải quân Nga tuyên bố bắn chìm bất cứ tàu chiến, tàu ngầm nào xâm phạm lãnh hải. Hãng thông tấn Interfax đã đưa tin một quan chức quân sự cấp cao của Nga đã tuyên bố lực lượng hải quân sẵn sàng khai quả vào bất cứ tàu chiến hay tàu ngầm nước nào nhằm xâm nhập lãnh hải Nga một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Stanislav Gazimagomedov cũng cho biết bất kỳ quyết định nào như vậy sẽ chỉ được đưa ra ở cấp cao nhất. Interfax cũng dẫn lời ông Gazimagomedov khẳng định Nga hoàn toàn có khả năng đối phó tương xứng với hạm đội Mỹ ở Hắc Hải cũng như ở biển Baltic. Tuyên bố trên được ông đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Moscow phát đi thông báo nói rằng một tàu hải quân Nga đã truy đuổi một tàu ngầm của Mỹ trong vùng biển của Nga ở Thái Bình Dương. Cụ thể là ngày 12 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát hiện và xua đuổi một tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia của Hải quân Mỹ tại vùng lãnh hải ở chuỗi đảo Kuril, phía bắc của Thái Bình Dương. Tuy nhiên, thì Ngũ Giác Đài đã phủ nhận họ đã tiến hành các hoạt động quân sự trong lãnh hải của Nga. Căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân thế giới đang gia tăng cường độ khi mà Washington cảnh báo Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào Ukraine bất cứ lúc nào kể từ thời điểm này. Về phần mình thì Moscow luôn khẳng định không chuẩn bị bất cứ kế hoạch nào như vậy, mặc dù nước này đã khai triển hơn 100.000 quân đến gần giới biên giới của Ukraine. Thì hai ngày hôm qua, Nga họ nói là họ phát hiện có tàu ngầm của Mỹ đã xâm nhập vào vùng lãnh hải của họ. Nhưng mà lúc đó họ chưa đưa ra cái lệnh gì hết. Thì bên Mỹ thì họ bác bỏ, nói là không có điều này. Và Nga bắt đầu ra cái lệnh là bây giờ bất cứ tàu ngầm hay tàu gì mà đi vào vùng lãnh hải của Nga thì Nga sẽ có quyền khai quả. Giới tài phiệt của Ukraine đã ồ ạt rời khỏi đất nước. Những người doanh nhân hàng đầu ở Ukraine, trong đó có người giàu nhất, đang lần lượt rời đi trong bối cảnh mà phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công quốc gia láng giềng. Một bản tin trên Ukrainska Pravda đã phản ánh khoảng 20 máy bay tư nhân và máy bay thuê đi chuyến đã rời khỏi Kiev chỉ trong một ngày. Tờ báo cho biết thêm, cùng ngày một trong những máy bay tư nhân được phát hiện rời không phận của Ukraine được cho là thuộc sở hữu của Rinat Amitov. Đây là người giàu nhất đất nước với tài sản thì ước tính khoảng là 7,1 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo Pravda thì tỷ phú Amitov thực chất đã ra nước ngoài từ ngày 30 tháng 1 và người giàu thứ hai của Ukraine là ông trùm thép Viktor Pinchuk cũng đã hành động tương tự. Trong danh sách mà Pravda nêu lên còn có chính trị gia, thương gia Vadim Novinsky với tài sản ròng ước tính 1,3 tỷ đô la. Người giàu thứ 9 ở Ukraine là Oleksiy Yaroslavsky, Vadim Stolar cùng với nhiều nhà tài phiệt khác. Một số nhà lập pháp cũng đang tìm cách để mà rời đi. Báo chí trích dẫn những nguồn tin cho biết đại diện của một đảng đối lập đã thuê máy bay tư nhân cho 50 người đến Áo. Cái thông tin này mình nghe sao mình thấy cũng lo lắng quá, tại nó giống cái trường hợp mà trước cái ngày của Afghanistan mà bị trả lại cho Taliban đó, thì mình thấy cũng ao ạt những cái thông tin này.
mà mình không biết là chính xác hay không, mong là không phải đi. Thì có một cái thông tin họ nói đó là vào ngày 16 tháng 2 thì Nga sẽ tấn công vào Ukraine, và cả tất cả những đồng minh thì cũng đang rất là quan tâm đến vấn đề này và cũng đang siết Nga rất là dữ. Thì mình thấy tình hình cũng rất là căng thẳng, hy vọng là sẽ không có những cái sự việc đáng tiếc xảy ra, không chiến tranh. Sao mà cứ nghe tới chiến tranh thì mình thấy khổ quá quý vị. Tất cả những người dân là những người sẽ chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ nhất. Tin Việt Nam, nghi phạm đe dọa bắn hạ máy bay Vietnam Airlines đã được xác định. Cơ quan chức năng của Nhật Bản đã xác định được tên nghi phạm đe dọa bắn hạ chiếc máy bay của Vietnam Airlines khi qua vịnh Tokyo vào hồi đầu tháng 1 vừa qua. Sáng ngày 14 tháng 2, một nguồn tin từ cơ quan hàng không cho biết, bước đầu thì bên phía Nhật Bản xác định được đối tượng này và nghi phạm là một người đàn ông Nhật Bản. Đối tượng này đã theo dõi thông tin chuyến bay được đăng tải công khai trên mạng và đã phát sinh hành động đe dọa an ninh. Trong toàn bộ vụ việc, người này thực hiện hành vi đe dọa một mình và không có đồng phạm. Qua thẩm vấn cho thấy nghi phạm khai báo có hành vi đe dọa bắn hạ máy bay của Việt Nam nhưng không có động cơ, không có mục đích. Vào thông tin ban đầu ghi nhận được là người này có những biểu hiện về vấn đề thần kinh không bình thường. Việc đe dọa an ninh an toàn được xác định là có nhưng không nguy hiểm. Hiện nay thì cơ quan điều tra của bên Nhật Bản vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ cái vụ việc này, nhưng mà chưa có kết luận nào mà chính thức quý vị. Trước đó vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 thì chuyến bay VN5311 đã bay từ Nhật, từ Narita đến Hà Nội vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, gồm 15 người trên phi hành đoàn là 12 tiếp viên và 3 phi công và cùng với lại 47 hành khách. Thì khoảng 11 giờ 10 thì chi nhánh của Việt Nam tại Nhật Bản đã nhận được một cuộc điện thoại, một giọng nam xưng là người Mỹ nói tiếng Nhật. Người này đã đe dọa rằng chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi mà bay qua vịnh Tokyo. Khi mà nhân viên nhận điện thoại hỏi là ông có thể nói lại điều ông vừa nói được không, thì người đàn ông trả lời là tôi đang chuẩn bị bắn VN5311 khi bay qua vịnh Tokyo, tốt nhất nên quay lại. Thời điểm này thì chiếc máy bay đã bay được khoảng 40 phút và đang chuẩn bị bay qua vịnh Tokyo thưa quý vị. Và khi mà vừa nhận cuộc điện thoại thì bên Vietnam Airlines đã báo lên cho máy bay để mà giải quyết ngay cái vụ việc này. Và sau đó thì ngay lập tức chiếc máy bay này phải xin phép hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Fukuoka của Nhật Bản để mà tránh những cái sự đáng tiếc xảy ra. Thì vào lúc đó là 1 giờ trưa thì chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Fukuoka của Nhật Bản. Người này giống như hăm dọa cái chuyến máy bay này thôi, chứ không có làm gì hết. Mà mình thấy cũng ngộ, hăm dọa mà cái người này canh cái giờ khi mà bay gần tới nơi đó rồi thì mới gọi cái cú điện thoại đó, là họ phải xử lý một cách rất là nhanh. Chứ mà chậm một cái là không biết khi đi qua có chuyện gì đáng tiếc xảy ra hay là không. Bây giờ người ta nói là ông chỉ hăm dọa thôi, ông không có làm, nhưng mà ai mà biết được. Đúng rồi. Đúng không? Thì nói là ông này cũng hơi bị tâm thần một tí đó. Mà mình chờ cái sự điều tra xem là như thế nào. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha. Học sinh quen ngoan ngoãn à. Coi như là cũng nhớ nhiệm vụ của mình học sinh ha. Dạ. Nhớ luôn nguyên năm nha học sinh. Nghe chuyện Valentine không? Ba lung tung nha. Thì có một cái cô vợ này núng nỉu nhìn ông chồng, nói với ông chồng: Anh biết ngày hôm nay là ngày gì không? Kêu ông chồng nói: Trời ơi, ngày nay là ngày gì ai biết. Trời đất ơi, anh nhìn thấy người ta đi mua bông, người ta đi mua bông đầy đường, nhưng mà anh không biết là ngày gì hả? Cái người chồng nói: À, nhưng mà bây giờ trễ quá rồi, cũng cuối ngày rồi, thôi để anh đi mua bông. Cái cô vợ nói: Thôi, em cũng muốn bông đâu, anh dẫn em đi ăn sushi đi. Cái anh chồng nó nói: Cái gì vậy bà? Tôi mua bông mắc mới gì bà đi ăn sushi? Thì anh mua bông tặng em. Trời đất ơi, tặng cái gì? Tôi mua bông để ngày mai đi cúng rằm tháng giêng. Ngày mai cúng rằm. Đúng rồi, mai rằm tháng giêng. Chồng dễ thương quá. Quá dễ thương luôn. Mà cô vợ hiểu lầm, anh cuối giờ coi như cuối ngày rồi ha, để mua đi mua bông. Vợ cũng nói: Thôi đừng mua bông, tốn tiền.
dẫn em đi ăn sushi được rồi. Không, mà nói thiệt chứ trong cái mùa lễ Valentine như vậy thì người ta mua bao nhiêu tiền hoa hả quý vị? Đúng rồi, mua nhiều quá. Mình nói mua hoa tốn tiền thì nó cũng một phần thiệt, nhưng mà nó cũng tượng trưng cho cái tình cảm nữa. Nhưng mà đối với Hồng Loan thì Loan nghĩ là thôi, đi ăn sushi thích hơn. Tâm hồn ăn uống. Còn không, mua cái bó hoa giả đó không bao giờ tàn phai. Không, Loan cũng nhận được hoa, nhưng mà hoa của Lộc với lại bé Gia Linh tự làm. Làm từng cánh hoa nha, tiếng mấy hai tiếng thấy thương lắm. Hoa dễ quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và chia sẻ những chương trình của Loan và Lộc, và mong nhận được like, share, subscribe và view dài từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.